Vâng, xin chào tất cả mọi người. Lời đầu tiên em xin gửi lời chào và một lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem video này của em. Và ngày hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm 2019. Xưởng đồ gỗ nội thất chúng em xin giới thiệu với tất cả mọi người. Trước mắt mọi người đây là một bộ rồng khuỳnh cột 12, hàng gồm 6 món, chất gỗ là gỗ hương đỏ Nam Phi. Đấy, cực kỳ đẹp. Và em xin công khai luôn cái giá của bộ sản phẩm này là 6 món là 60 triệu đồng một bộ. Đấy, cực kỳ đẹp. Và em xin đi nghe vào thông số kỹ thuật cũng như là đường nét chi tiết của từng món cho mọi người xem. Và đầu tiên đây là chiếc đoạn. Đoạn của bên em là dài phổ bì từ phần cột bên này đến cột bên kia là 2m30 và sâu là 65. Đấy, sâu là 65. Và phần cột bên em là đục vảy rồng. Đấy, đục vảy rồng cực kỳ đẹp. Vảy rồng là đầu đều vắt. Đấy. Bên em là đục hoàn toàn là thủ công, đục bằng tay 100%. Và tiếp theo đây là phần trương của nó. Trương của em là hai bên là có đầu rồng. Rồng là tượng trưng cho sự một sự cao quý. Đấy, một sự là bá chủ. Đấy, và đứng đầu trong 12 con giáp. Đấy, cực kỳ đẹp, cực kỳ là phong thủy. Và tiếp theo đây là con phượng. Phượng ngập đồng tiền là tượng trưng cho sự có cầu tài cầu lộc. Đấy, cầu tài cầu lộc phú quý. Đây, và đây là đỉnh của đoạn là có một con nghê nhìn xuống. Đấy, cực kỳ đây. Đấy, nghê đây. Đây là nghê. Kia đây. Và phần trương này bên em là trương liền luôn. Trương là trương liền, không chấp ghép, trương liền luôn. Đấy, không một viên lép, viên gối, viên ghép, viên lối đâu cả. Và đây là phần vách. Đấy, vách của đoàn là bên em đục máy CNC 100% là máy CNC. Đục CNC mới được như này. Còn phần vách trên thì em đục bằng công của tay thôi. Rất là đẹp. Em sẽ que chi tiết luôn. Vách là gồm 2 con rồng. Phần ván vách này của bên em là dày là 2 phân. 2 phân luôn, 2 phân. Và tiếp theo đây là ván. Mặt ván của ghế là bên em, ván của đoàn là dày là 2 phân đủ. Mọi người có thể nghe tiếng cực kỳ là dày. Và khuôn tranh của bên em là làm là 7 phân. Khuôn tranh là 7 phân, là gồm 2 cái móc xích ghép vào nhau cực kỳ đẹp. Và yếm bên em là yếm liền. Đấy, yếm là yếm liền. Đấy, yếm là yếm liền luôn. Và chân bên em là chân 12. Chân là chân đầu rồng 6 móng. Chân rồng 6 móng. Đấy, 6 móng cực kỳ đẹp. Và tiếp theo là chiếc bàn. Bàn của bên em là dài phổ bì là 1m40 và rộng là 75. Bàn của bên em là bàn đục tứ linh long ly quy phượng cực kỳ đẹp. Đấy, long ly quy phượng cực kỳ đẹp, rất là phong thủy. Và phần đấy em có đục là chân gấm cực kỳ đẹp. Và hai bên là có đồng tiền. Đấy, đồng tiền rất là đẹp, chân gấm. Đấy, và phần và đây là phần khuôn tranh của bàn bên em là 3 phân thôi. Khuôn tranh là 3 phân, rất là đẹp. Đấy, cũng có một lớp cổ chỉ này. Đấy, cổ chỉ móc xích cực kỳ đẹp. Và phần quây này bên em làm là 2 phân, quây cũng là 2 phân luôn, rất là đẹp. Bàn đục là liền một tấm luôn, không chấp ghép luôn rồi. Bàn là đục liền một tấm. Và tiếp theo, đây là chiếc ghế đơn tiếp theo. Chiếc ghế đơn bên em là rộng từ phần cột bên này đến cột bên này. Rộng là 1m1, rộng 1m1 và sâu cũng là sâu 65. Đấy, sâu là sâu 65 luôn. Cũng là sâu 65, cực kỳ đẹp. Và phần trương. Đấy, trương bên em cũng là trương liền. Đấy, trương là trương liền luôn. Trương cũng là trương liền. Và phần vách bên em là vách chúng tôi là đục một con rồng. Đấy, rồng đang phun lửa. Đấy. Phần hai tay. Tay này bên em là tay liền luôn. Tay là tay không ghép. Đấy, tay là tay liền luôn. Bình thường một vết ghép ở đây. Đấy, vết ghép ở đây. Cực kỳ mất thẩm mỹ. Đây bên em là làm liền. Liền tít. Rất là đẹp. Đấy, có từ kia đơn tiếp theo đây. Đấy, rất là đẹp luôn. Cũng như chiếc ghế đơn bên này thôi. Đấy, cũng dài rộng
là 1m1 và sâu là 65. Và đây là chiếc bàn kẹp, đôn kẹp của em là dài là 50 và rộng là 40, cũng là đục theo kiểu là chân gấm và đồng tiền, cực kỳ đẹp đấy. Rất là đẹp. Đấy, và mọi người có nhu cầu liên hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại là 0964 555 692, và địa chỉ của chúng tôi là tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Mọi người đến đây và hãy gọi điện chúng tôi để xem hàng trực tiếp, từ hàng hoàn thiện đến hàng mộc thô. Đấy. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người. Chúc mọi người xem video thật là vui vẻ.